Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ Nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày kỷ Hợi, tháng Giáp ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Bảo Khoang. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thìn Lão, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh bình địa mộc ngày kỷ hợi tức can khắc chi nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm bình địa mộc kỵ tuổi quý tỵ ất mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Đinh Tỵ, Kỷ Dậu thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày hợi, lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân tỵ đinh tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần vài các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao chu tước hát đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Thị thần hướng đông bắc, tài thần hướng chính nam. Và sau đây, mà các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem từ vị tuổi Tý, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đã gặp được ngày của Tam hội phù trợ. Cho nên, sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là thuận lợi. Thậm chí, bạn có được cơ hội để gặp gỡ quý nhân và rất có thể quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn đang còn tồn động trong suốt thời gian vừa qua và định hướng cho công việc của bạn trong thời gian tới nữa. Và ngày này với bạn tự tí, bạn nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bản mạnh cũng có thể sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp dù là ngày nghỉ. Bạn hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp, đền đáp xứng đáng trong tương lai. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới đang phát triển rất tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể giữ liên lạc với một vài đối tượng hứa hẹn. Sau đó, bạn mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim mình lên tiếng nhé vai tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy quý nhân phù trợ giúp khắc phục những khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đồng nghiệp không phục và lãnh đạo đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 16 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ Từ vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn có được sự cần cù chăm chỉ và giải phát tài nhờ những nghề tay trái của mình cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa. Nhưng nếu như bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho mình. Tuy nhiên với bạn tự xỉu trong ngày này lại không nên ba hoa khoác lác quá nhiều về thành tích của bản thân khiến cho người ta có kiến thức sâu rộng chê cười bạn. Bạn cần phải tiếp tục khiêm tốn và học hỏi điều hay từ những người khác bởi những gì mà bạn đã biết vốn chỉ là một phần rất nhỏ bé trong biển trí thức mênh mông mà thôi. Ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, cái điều này làm cho bạn cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn, không nên dồn tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình, cho dù bạn có bận rộn đến đâu đi chăng nữa cũng cần phải cố gắng dùng bữa tối cùng với mọi người và đây là thời điểm các thành viên đều quây quần bên nhau để giữ cho hạnh phúc gia đình được bền lâu về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy dễ phát tài nhờ công việc tay trái từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên ba hoa khoác lác về vốn kiến thức của bản thân từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình nhiều hơn từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 33 số 45 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu cà phê màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Hợi Từ vi tuổi dần chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tị hợi cái điều này tác động lớn tới phương diện tình cảm của bạn ngày hôm nay và ngày này, đặc biệt là đối với những bạn đã lập gia đình rồi, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt đi. Và ngày này đối với những bạn đang còn độc thân thì cũng gặp nhiều chuyện không được như ý muốn, bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở rộng lòng mình với mọi người và quanh bạn vốn chẳng thiếu người để ý đi chăng nữa có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn bắt đầu chuyện yêu đương. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi dần cũng có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối ở những nơi làm việc, ở những nơi đông người. Vì vậy, với bạn tuổi dần, rất dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp và bạn cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình không nên để chuyện bé xé ra to gây tổn thương hòa khí mọi người xung quanh. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy gây gỗ làm tổn thương hòa khí mọi người từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim vướng phải nhiều rắc rối với mọi người xung quanh vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 44 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là ba tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hội máu mùi phù trợ. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn đang quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc, cho nên bạn dễ thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công nghiệp công việc gặp phải những khó khăn bất ngờ. Trong mối quan hệ xã giao của bạn tuổi mão ngày Chủ nhật này, phát triển rất tốt đẹp nhờ bản tính hiền hòa và vui vẻ. Bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không nề hà tính toán. Vì vậy mà chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu như bạn gặp phải những khó khăn. Trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tị Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Cái điều này cho thấy gia đình của bạn trong ngày hôm nay có được bầu không khí rất chi là yên bình và ấm áp bạn và nửa kia của mình chẳng hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng càng ngày một gắn kết khiến cho người ngoài ngưỡng mộ nữa vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hăng hái khi bắt tay vào công việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dễ buộc cuộc giữa chừng nếu như gặp phải những khó khăn tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gia đình có được sự hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 48, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi tốt tuổi hợi từ vi tuổi thìn chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh và đây là dấu hiệu bạn có được sự may mắn trên con đường tài lộc ngày hôm nay. Ngày này là ngày Chủ nhật nhưng bạn rất có thể sẽ được thượng nóng hoặc là tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian vừa qua. Có thể thấy rằng những gì mà bạn đã bỏ ra nay bạn nhận lại được là những gì hoàn toàn xứng đáng. Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, bạn có thể sẽ tìm được những đối tác hoặc là những khách hàng tiềm năng giúp cho bạn tăng số lượng về tiêu thụ sản phẩm hoặc là mở rộng thị trường. Có thể nói, đây là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này của bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Khi đôi bên có những chuyện bất đồng ý kiến, bạn mệnh đừng có khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có thể được thượng nóng hoặc là được tăng lương dù là ngày nghỉ. Tử vi tuổi bính thìn thuộc bệnh thổ được trả giá xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có cơ hội mở rộng thị trường hoặc là mua bán đắt hàng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng có bắt người khác nghe theo ý kiến của mình và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 19 số 50 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi thân tuổi dậu từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cái điều này tác động khiến cho bạn tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình vì ăn nói thiếu suy nghĩ bản mệnh dễ gây mất lòng thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô lý nữa và với bạn tuổi tỵ, bạn cùng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc có tham vọng là tốt, nhưng để đến được thành công thì bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình một cách ngay lập tức được. Bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người thông minh, có trí tín thủ, vì vậy nếu như muốn khẳng định vị thế của mình, bạn cần phải biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân. Cùng với đó, nếu như bạn làm ăn, bạn nên làm giàu một cách trong sáng, không nên tham tiền, chạy theo những gì mà không phải là của mình. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng những người xung quanh. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều việc không nên tham lam. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 20, số 25, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp ngày có thủy khác với họ cái điều này cho thấy bà tử ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng Vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng điều cần làm lúc này là bạn không phải hơn thua nhau bằng lời nói, và một khi rắc rối nảy sinh, dù ai là người đúng, ai là người sai, bản mệnh tuổi ngọ cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho bầu không khí thêm phần căng thẳng, ảnh hưởng tới tất cả mọi người mà thôi. Và may mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, cái điều này cho thấy việc làm ăn của bạn trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu phát triển rất tốt, nhất là đối với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, bạn có thể sẽ tìm được những hợp đồng hoặc là những mối hợp tác hứa hẹn. Còn đối với những bạn làm công ăn lương thì hôm nay là một ngày nghỉ nhưng rất có thể bạn sẽ phải làm thêm, bạn cần phải tiếp tục cố gắng để phấn đấu cho tương lai sự nghiệp của mình nhiều hơn nữa. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tìm được những hợp đồng hoặc là những mối hợp tác làm ăn hứa hẹn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong công việc và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 18 số 30 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần vi tuổi Mùi chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh cái điều này giúp cho bạn tuổi Mùi có được sự phát tài lớn nhờ vào những công việc kinh doanh buôn bán với những gì mà bạn đã nhận được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra và đây là lý do để cho bạn tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Ngày hôm nay với bạn tuổi mùi có thể nói là một ngày cực kỳ may mắn khi bản mệnh còn là người phát tài bất ngờ nữa. Bạn có thể hãy thử vận may của mình trong các trò chơi may rủi. Tuy nhiên bạn không nên quá phụ thuộc vào điều này. Bạn cần phải làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của mình nhé. Xem tử vi ngày này cho thấy hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này với bà tuổi Mùi nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Và nếu như cơ thể của bạn có bất cứ vấn đề gì, bạn có thể hãy sắp xếp thời gian để đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng rồi mới giải quyết. Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn rất nhiều. Về tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, công sức mà bạn bỏ ra xứng đáng được nhận lại, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa có được cơ hội phát tài bất ngờ từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên quan tâm tới tình trạng sức khỏe của bản thân từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên sống dựa dẫm vào sự may rủi Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày Chủ nhật này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này khiến cho bạn tuổi thân trải qua một ngày không được mấy in ổn kẻ tiểu nhân có thể dở trò khiến cho bạn mệnh vướng phải nhiều chuyện thị phi không mong muốn với những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa với bạn tuổi thân, bạn đừng có quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng bằng những lời nói. Bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích thực tế. Bạn cần phải chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế hơn. Chắc chắn sẽ không ai dị nghị gì được khi trắng điên đã rõ ràng. May mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy với bạn luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nữ kia. Vì vậy, nếu như bạn chưa tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng có ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau vượt qua được mọi sóng gió. Vài từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ dàng vướng vào rắc rối từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia có được sự thấu hiểu và biết chia sẻ từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu như gặp phải những khó khăn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 12 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu trắng của nhà phụ trợ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, chủ nhật, ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi giàu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu đang gặp được ngày của kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối nhân duyên của bạn tuổi giàu trong ngày hôm nay khá tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai đang còn độc thân. Bạn mệnh trở thành một người có được sức hút, được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi. Bạn hãy cho mọi người tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn nữa nhé. Và ngày này, nếu như bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn luôn tin tưởng nửa kia cho dù có nghe thấy những điều tiếng đi chăng nữa. Và bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Và trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dậu là không nên quá nóng nảy hoặc là hiếu thắng trong ngày. Đặc biệt là đối với những ai làm trong môi trường đông người, môi trường tập thể thì có những khi bạn phải học cách thỏa hiệp để đi tới sự thống nhất trông nữa. Về tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận mình từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ những người khác giới từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên quá nóng nảy và hiếu thắng và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 13 số 28 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu xám quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn từ vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày của chính tài chiếu mệnh hứa hẹn cho bạn đang có được một tương lai rực rỡ nếu như bạn tuổi Tuất giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ và cần cù như hiện tại. Bên cạnh đó, bạn tuổi Tuất bạn vốn là người có tài, cho nên ngay từ bây giờ bạn cần phải đưa ra những mục tiêu và tham vọng hơn. Và trong ngày này, những ai luôn nỗ lực không ngừng về công việc thì bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng, dù là ngày chủ nhật nhưng bạn vẫn phải làm thêm, bản mệnh có thể sẽ được cân nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hoặc là được nhận một khoản tiền thưởng khả quan trong tương lai nữa. Ngày này bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình bạn đừng có để cho đến khi mối quan hệ của mình và các con dần trở nên xa cách thì mới hối hận bạn hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình nhé vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh họ là người thông minh không ham danh lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dậm chân tại chỗ để cho người khác vượt qua mình. Tử vi tuổi màu tuất thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 47, số 61, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi đang có điểm báo dễ có những tư tưởng bi quan, tiêu cực trong ngày hôm nay do bạn đang phải chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành, hợi hợi tự hình gây ra. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng không nên bi quan hoặc là tìm cách đổ lỗi cho người khác. Với bạn tuổi hỏi, bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không được chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn khó gặt hái được những thành công hơn người khác. Và ngày này với bạn tuổi hỏi, nếu như có ý định xuất hành đi xa, bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng tốt trong ngày đem lại cho bạn có được nhiều sự may mắn giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa suy nghĩ bi quan tiêu cực khi vướng phải những khó khăn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc Nóng vội dễ đưa ra quyết định sai lầm, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim nên bình tĩnh trao đổi với mọi người, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 23, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi sửu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại